À, chúc các quý vị là cặp loa đồng trục của Graffiti, hàng xuất Mỹ, USA. Nguyên hộp của nó sẽ như này. Đó. À, quý vị và các bạn lưu ý đây là hàng xuất Mỹ nhá. Được sản xuất tại nước thứ ba. Là chính hãng lên là không khác gì so với hàng được nhập trực tiếp từ Mỹ về. Chính như vậy giá thành là rất là tốt. Tôi để cho quý vị và các bạn giá là 700 ngàn đồng một đôi như thế này. À, tôi nhắc lại quý vị và các bạn giá của cặp loa đồng trục này có giá là 700 ngàn đồng một đôi nhá. Để cho quý vị và các bạn có thể độ âm thanh trên ô tô. À, đây có cái lưới căng rất là đẹp. Nếu mà làm bằng kim loại giúp bảo vệ trước mặt. À, bên cạnh đó tôi còn có giới thiệu được quý vị và các bạn hai mẫu loa chép để cho quý vị và các bạn lắp trên ô tô. À, trước tiên là mẫu loa chép ở dòng tháo xoay Hyundai, đây là dòng chép bãi. Ở trên đây có 3 đôi. Bên ngoài tôi còn vài đôi nữa. Đó. À, cặp này tôi để cho quý vị và các bạn giá là 230 ngàn đồng một cặp. À, đã có tụ sẵn đi kèm nhé. Đây, tụ zin đi kèm. 230 ngàn đồng cặp loa chép tháo xe Hyundai nhé. Tiếp theo đó là cặp loa chép Bueller lắp trên ô tô. Dòng chép đo. Âm thanh vô cùng là sắc bén và tươi nhuyễn. À, còn có cả cái chân đế đi kèm. Đó, như thế này. Và có thêm miếng dán. Quý vị các bạn dán trên táp lô rất là hay, rất là tiện lợi. Cặp này tôi để cho quý vị các bạn giá là 280 ngàn đồng một cặp loa chép Bueller. À, tiếp theo nữa là dòng loa chép cao cấp hơn một chút. Đó, bộ loa chép của Luthiane có mã là DLQ25 nhé. Đây cũng là dòng chép đo màng lụa, được bảo vệ bởi cái lưới sắt rất là đẹp. Con này công suất cực đại lên đến 180W cơ. Trở kháng là 4 ôm. Cặp này có giá là 550 ngàn đồng nhé. À, nhắc lại một chút về giá để quý vị và các bạn có thể được biết và có nhu cầu có thể đặt hàng. À, trước tiên là cặp loa đồng trục của Graffiti. À, cho anh em độ xe hơi ô tô nhé, có giá là 700 ngàn đồng một cặp. Tiếp theo là cặp loa chép tháo xe Hyundai có giá 230 ngàn đồng. Cặp này tôi có rất ít nên quý vị các bạn đặt hàng thì nhanh tay. Và cặp loa chép ô tô Pioneer có giá 280 ngàn đồng. Cuối cùng là cặp loa chép cao cấp của Luthiane có giá là 550 ngàn đồng. Cặp này quý vị các bạn cứ nói mã là DLQ25 nhé là tôi biết. À, chính vì vậy quý vị các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại tôi để phía dưới nhé.